Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 17 tháng 10, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn và các đơn vị có liên quan. 34 bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Bên cạnh tuyên mức phạt đối với các bị cáo, hội đồng xét xử cũng đưa ra phán quyết về phần xử lý các tài sản đang bị kê biên, phong tỏa của vụ án. Hội đồng xét xử quyết định giải tỏa kê biên cổ phần của công ty sở hữu tòa nhà Capital Play tại số 29 Liễu Giai, Hà Nội để các ngân hàng thu hồi nợ. Theo đó, đối với 100% cổ phần tại công ty cổ phần Twin Peaks là công ty sở hữu tòa nhà Capital Play tại số 29 Liễu Giai, Hà Nội. Theo hồ sơ vụ án và kết quả thẩm vấn, tòa nhà này đang bị thế chấp cho 3 ngân hàng nước ngoài. Tại tòa, bị cáo Lan yêu cầu giải tỏa kê biên để bán trả tiền cho ngân hàng nước ngoài, phần còn lại dùng khắc phục hậu quả của vụ án. Cạnh đó, các ngân hàng nước ngoài và công ty Twin Peaks cũng đã yêu cầu được giải tỏa kê biên. Hội đồng xét xử xét thấy quan hệ tín dụng này là hợp pháp, được đăng ký giao dịch, bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Hiện nay khoản nợ đã đến hạn thanh toán nên cần hủy bỏ lệnh kê biên, giao cho 3 ngân hàng xử lý thu hồi nợ theo quy định. Việc xử lý tài sản của các ngân hàng phải chịu sự giám sát của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và C03 Bộ Công an và cơ quan thi hành án có thẩm quyền. Phần giá trị tài sản còn lại sau khi trả nợ cho ngân hàng thì dùng khắc phục hậu quả của vụ án. Đối với 18% phần góp vốn của công ty Secha, công ty liên danh trách nhiệm hữu hạn Vietcombank Bondi Bến Thành, tòa nhà Vietcombank Thành phố Hồ Chí Minh. Tại tòa, đại diện ngân hàng Vietcombank đề nghị hội đồng xét xử hủy bỏ lệnh kê biên để Vietcombank và công ty Secha tiếp tục thực hiện việc chuyển nhượng với giá 920 tỷ đồng. Bà Lan cũng đồng ý chuyển nhượng 18% số cổ phần này để thu hồi tiền và khắc phục hậu quả của vụ án. Hội đồng xét xử xét thấy thỏa thuận giữa các bên không trái quy định của pháp luật, tuy nhiên chưa đủ căn cứ để xác định giá chuyển nhượng số cổ phần trên như chứng cứ các bên cung cấp. Do đó, để đảm bảo thu hồi tối đa tài sản, cần tiếp tục kê biên số cổ phần này để Vietcombank nộp cho cơ quan thi hành án tài liệu, chứng cứ có liên quan đúng theo giá trị thị trường. Đối với số cổ phần khác như 82% phần góp vốn tại công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm SWD Việt Nam, 77,89% cổ phần công ty cổ phần dược phẩm Đông Dược Năm, 84,82% vốn góp tại công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển đô thị Ngọc Viễn Đông, 13,23% cổ phần tại công ty cổ phần đầu tư Sao Thủy. Hội đồng xét xử tuyên tiếp tục kê biên để đảm bảo thu hồi. Liên quan đến dự án Tứ Giác Bến Thành, tập đoàn Bitico đã nhận từ đối tác của bà Trương Mỹ Lan 15.000 tỷ đồng. Hai bên tập đoàn Bitico và tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã thống nhất thỏa thuận chuyển nhượng dự án này với giá 22.000 tỷ đồng. Tại tòa, đại diện tập đoàn Bitico cho biết giao dịch chuyển nhượng là hợp pháp, hơn nữa dòng tiền của tập đoàn Bitico không xuất phát từ SCB hay từ việc phát hành trái phiếu của 4 công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Từ đó, tập đoàn Bitico kiến nghị không thu hồi số tiền trên, công nhận giao dịch chuyển nhượng và đề nghị xem xét gỡ bỏ phong tỏa kê biên. Hội đồng xét xử xét thấy các tài liệu chứng cứ mà các bên cung cấp còn nhiều mâu thuẫn chưa được làm rõ, nên hội đồng xét xử chuyển cho C03 làm rõ để giải quyết theo quy định của pháp luật. Đối với các tài sản của các bị cáo đã chết gồm Nguyễn Phương Hồng, Nguyễn Tiến Thành, Nguyễn Ngọc Dương, hội đồng xét xử xét thấy những người này đều là mắt xích quan trọng trong vụ án và giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan, nên các tài sản của bị can này cần giao cho C03 Bộ Công an tiếp tục xác minh, làm rõ để giải quyết theo quy định. Đối với tài sản của 5 bị cáo bị truy nã là Đinh Văn Thành, Nguyễn Thị Thu Sương, Chiêm Minh Dũng, Trần Thích Tồn và Nguyễn Lâm Anh Vũ, gồm số dư tài khoản 101.743.637 đồng, ngăn chặn giao dịch 31 bất động sản, hội đồng xét xử tuyên tiếp tục giao cho C03 xác minh làm rõ. Tòa tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan chung thân trong vụ án thứ hai. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức hình phạt chung là chung thân cho 3 tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
ngày 17 tháng 10, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tuyên án đối với bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB) và các đơn vị liên quan. 34 bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Theo đó, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 năm tù về tội rửa tiền và 8 năm tù về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, tổng hợp hình phạt là tù chung thân. Đối với vấn đề các bị hại yêu cầu các bị cáo bồi thường tiền gốc, lãi và các khoản phí liên quan, hội đồng xét xử dành quyền cho các bị hại giải quyết trong các quan hệ dân sự khác. Về tình tiết tăng nặng, 29 bị cáo bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hội đồng xét xử áp dụng tình tiết tăng nặng phạm tội 2 lần trở lên đối với 29 bị cáo này. Riêng về tình tiết tăng nặng phạm tội có tổ chức, hội đồng xét xử áp dụng đối với các bị cáo là nhân sự chủ chốt của SCB, công ty chứng khoán Tân Việt và tập đoàn Vạn Thịnh Phát vì các bị cáo này có sự cấu kết, bàn bạc chặt chẽ trong việc phát hành, phân phối các lô trái phiếu. Các bị cáo còn lại không bị áp dụng tình tiết tăng nặng này. Theo hội đồng xét xử, có đủ căn cứ để xác định bị cáo Trương Mỹ Lan đã đưa ra chủ trương sử dụng các công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát để phát hành trái phiếu, họp bàn với các đồng phạm là nhân sự chủ chốt của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, SCB, công ty TVSI, chọn và sử dụng 4 công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát là An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Suecha phát hành 25 mã trái phiếu khống với tổng khối lượng 308.691.388 trái phiếu để huy động vốn, chiếm đoạt số tiền hơn 30.000 tỷ đồng của hơn 35.000 bị hại. Hội đồng xét xử xác định, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản đã hoàn thành khi người dân chuyển tiền để mua các lô trái phiếu. Sau khi thu được tiền từ người dân, các bị cáo đã sử dụng phương thức, thủ đoạn gian dối, sử dụng tiền của người dân vào nhiều mục đích khác nhau như trả các khoản nợ cũ, chi tiêu cá nhân. Ngoài ra, bị cáo Lan còn chỉ đạo các bị cáo khác chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB hoặc cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản nhằm cắt đứt dòng tiền để che giấu, hợp thức nguồn gốc bất hợp pháp, số tiền 445.000 tỷ đồng do phạm tội mà có, do đó đã phạm vào tội rửa tiền. Ở tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, dù các bị cáo không mang tiền qua biên giới về mặt cơ học, nhưng các bị cáo đã lợi dụng thanh toán quốc tế, giao dịch ngoại hối của ngân hàng để thực hiện hành vi vận chuyển tiền qua biên giới với số tiền đặc biệt lớn, 4,5 tỷ đô la Mỹ. Đây là phương thức thủ đoạn mới, do đó việc truy tố, xét xử các bị cáo về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới là có căn cứ. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại.